làm sao để nhận biết được cái điện thoại của mình đang sử dụng là 2G hay là 3G hay là 4G. Chuyện biết là gần đến ngày 16 tây tháng 9 ha, thì những cái điện thoại sử dụng mà công nghệ 2G only thì sẽ mất hết, gần như là hoàn toàn, hoặc là chỉ sử dụng cho 4G. Và để kiểm tra xem thì cái điện thoại của mình có hỗ trợ là 4G hay không. Thì cũng liên quan đến cái vấn đề mà điện thoại 2G, 3G, 4G, thì vâng, xin thưa các anh chị, hiện tại công ty Nano thì đang phân phối những cái dòng báo động chống trộm, báo động cháy đang hỗ trợ 4G. Thì Nano cũng cam kết các anh chị khi mua sản phẩm tại công ty Nano là hoàn toàn đây là những cái sản phẩm 4G. Ví dụ như những cái bộ 4G mà Nano đang có trên đây thì các anh chị thấy đây là bộ Quicotec VCA8000LTE 4G. Trên đây thì nó có thông báo cho anh chị sẵn là 4G luôn, trên cái tem mặt sau của thiết bị là có sẵn cái thông tin chữ 4G trên đó, để các anh chị tránh không phải mua phải hàng hàng nhái nha. Và các anh chị là lưu ý là nên đến đúng ngay cái địa chỉ của công ty Nano mà mình đã niêm yết trên cái phần livestream, các anh chị đọc và không số số điện thoại cũng như là cái địa chỉ của công ty Nano. Và cái trung tâm thứ hai mà đang hỗ trợ chức năng là 4G cũng như là hỗ trợ luôn cái wifi, kết nối wifi, đó là bộ Picotech 7000LTE. Đó, đây là cái bộ Picotech này nó hỗ trợ vừa là SIM 4G mà hỗ trợ luôn cái wifi luôn, rất là thuận tiện cho các anh chị. Vì ngày nay các anh chị tất cả các anh chị đi bất kỳ nơi đâu ở Việt Nam thì đều cũng được phủ sóng cái wifi gần như là free. Nên các anh chị vào quán cà phê, vào nhà hàng, vào tất cả những cái nơi công cộng thì đều có wifi. Đó. Thì chính vì vậy các anh chị sử dụng những cái bộ wifi như thế này nó rất là lợi thế cho các anh chị khi mà các anh chị cần liên lạc. Và cái bộ thứ ba mà mình muốn chia sẻ với các anh chị đó là bộ cái trung tâm Picotec BCA959LTE 4G. Đó, tất cả những cái bộ này đều có chữ 4G phía đuôi nha các anh chị. Đó là một cái sự khẳng định về cái sản phẩm, về cái thương hiệu cũng như là chất lượng và của công ty Nano đang phân phối các anh chị. Là tất cả những sản phẩm này đều có cái chữ 4G phía sau, như là Picotec 7000LTE 4G, 8000 4G, 959 4G. Đó. Và sau đây thì mình sẽ test thử các thiết bị với cái trung tâm này. Thì ở đây là 959G4G, thì mình sẽ thử test các thiết bị kết nối ở đây xem nó hoạt động như thế nào ha. Ở đây thì mình có như là nút nhấn khẩn cấp KS11D của hãng Kazin, nút nhấn khẩn cấp KS18B của hãng Kazin, nút nhấn khẩn cấp 33A của hãng Picotec Hisetech. Đây các anh chị nhé, 33A. Rồi nút nhấn khẩn cấp của hãng Hisetech HI36. Đây là nút nhấn khẩn của là nút nhấn khẩn chống trộm, chống cháy hoặc là báo y tế, báo cứu hộ vân vân, là các chị đều có thể sử dụng thiết bị này. Và bên cạnh đó thì không thể thiếu, ví cho các anh chị thấy đây là đầu báo khói kết hợp báo nhiệt hoàn toàn không dây của hãng Kazin, model KS620, về mỹ phẩm, trang sức, các chị cần cái độ an toàn cao về phòng cháy chữa cháy, và để không bị chập cháy dây điện, các chị có thể sử dụng những cái đầu báo khói không dây như thế này. Đây là một cái sự lựa chọn thông minh, đây là một cái sự lựa chọn tiến bộ của xã hội. Nếu là cái thiết bị hoàn toàn không dây thì các chị sẽ không lo vấn đề mà chập cháy. Và bên cạnh đó thì Nano cũng đang có đây là đầu báo khói hoàn toàn không dây, model là PCA SS1 69 ha. Đây là của hãng Picotec. Cái đầu báo khói này là ưu điểm đó là cái pin nó hoạt động chế độ standby được lên tới 5 năm. Nếu như các anh chị lắp hai pin thì chế độ standby nó được lên tới 10 năm. Đó là đủ cái thời gian tuổi thọ của thiết bị hoạt động. Mà các anh chị không cần phải lo hết pin và không cần phải lo vấn đề mà thay pin, cứ mỗi là mấy tháng là thay lần, thì với thiết bị này nó là một cái điểm mạnh. Rồi bây giờ mình sẽ thử kết nối thiết bị vào xem nó hoạt động ha, như thế nào cho nó ổn định không nha các anh chị nhé. Cần lấy đây không?
trên tay mình hiện tại đây là đang cầm cái bộ là trung tâm của nền tảng Ricotec VCI 959 GT4G ha. Đây là cái bộ trung tâm rất hỗ trợ được rất nhiều các tính năng đặc biệt hay, và hiện tại thì đây là một cái sản phẩm mà được rất nhiều quý khách hàng ưa chuộng và lựa chọn. Đây là một cái sản phẩm kết nối được với rất nhiều các thiết bị. Các anh chị thấy với cái bộ này thì nó hỗ trợ cho các anh chị được tích hợp trên đây là cái màn hình hiển thị tích hợp trên trung tâm, cũng như là hỗ trợ cho các anh chị luôn cái bàn phím lập trình. Với bàn phím lập trình này nó rất là thuận tiện cho các anh chị khi mà cài đặt các thiết bị, quản lý thiết bị, cài đặt những cái thông số số điện thoại và cài đặt những cái thiết bị, những cái tính năng khác của trung tâm. Với những cái trung tâm khác thì các anh chị phải mua thêm cái bàn phím rời thì phải tốn thêm một cái phần chi phí nữa. Tuy nhiên thì với trung tâm này thì nó được hỗ trợ cho các anh chị tích hợp onboard luôn cả màn hình cũng như là bàn phím. Ngoài ra thì với trung tâm này, một cái điểm mạnh thứ hai nữa là thiết kế là một cái tủ sắt rất là chắc chắn, được sơn tĩnh điện để chống sét, chống mài mòn, và được trang bị một cái ổ khóa giúp bảo vệ cho cái trung tâm, chống cho cái vấn đề mà xâm nhập vào hệ thống để can thiệp vào phá hoại những cái thiết bị điện hệ thống bên trong. Và trang bị bên đây các anh chị là một cái loa onboard với âm lượng là 85 dB, và với cái này các anh chị có thể là kết nối thêm với được những cái loa khác hay là loa có dây khác đang có trên thị trường, cũng như là kết hợp với những chuông điện rồi loa loa gió vân vân và vân vân. Và đây là cái phần bên trong. Bên trong đây thì các anh chị thấy đây là cái hỗ trợ cho các anh chị bao phụ kiện, như là đây là cái anten SIM. Và bên đây hỗ trợ cho các anh chị luôn cả là hai cái remote điều khiển dây cấp nguồn AC, anten dùng cho các thiết bị phát sóng không dây ở tần số 433.92 MHz, chìa khóa giúp bảo vệ trung tâm, cũng như là nhà cung cấp hỗ trợ cho các anh chị là bình điện trở để các anh chị kết nối thêm các thiết bị báo khói, báo nhiệt có dây. Và điều đặc biệt nữa là trung tâm này nó kết nối được với hầu hết gần như là các thiết bị báo khói đang có trên thị trường. Và kèm theo đây nữa là một cái cầu chì giúp bảo vệ trung tâm hoạt động tốt hơn. Thì với trung tâm này các anh chị thấy ha, với trung tâm này thì nó được tích hợp các anh chị đây là một cái module SIM 4G ha. Đó, thì khi mua sản phẩm này thì các anh chị sẽ không còn phải lo lắng vân vân vì cái lịch cắt sóng 2G, 3G của bên nhà mạng Mobivina Viettel nữa ha. Bởi vì trung tâm này nó đã hỗ trợ cho các anh chị là cái module SIM 4G như thế này. Đấy. Ngoài ra thì trong thời gian này Nano cam kết tặng cho các anh chị thêm một cái module BSDN gắn ở vị trí này. Đó, khi các anh chị mua sản phẩm là trung tâm 959GM thì sẽ được tặng kèm thêm một cái module BSDN báo động bằng loa thông bàn. Với cái module này thì rất thích hợp cho những cái khối cơ quan nhà nước, ví dụ như là trường học, ngân hàng, khối hành chính sự nghiệp của các cơ quan nhà nước bên nhà nước hoạt động. Và cái module này là trị giá là 875.000 nha, và Nano cam kết là tặng cho cái khách hàng để các anh chị có thể thêm một cái sự lựa chọn về báo động, các anh chị có thể lựa chọn khi kết nối thiết bị. Và một cái điểm các thiết bị mà đang có kết nối internet để quản lý được tốt hơn, để chia sẻ được tốt hơn và giảm phần chi phí thì các anh chị có thể lựa chọn kết nối thêm một cái module mạng internet lắp ngay vị trí này của trung tâm. Và khi quan sát thì các anh chị thấy trên trung tâm này nó hỗ trợ cho các anh chị là có 8 zone có dây và các anh chị có thể nâng cấp lên thêm 8 zone nữa thành là 16 zone có dây đủ để các anh chị đấu thiết bị báo dọn, báo cháy, báo nhiệt, báo chấn động, báo gò hàng, báo mở cửa, báo di dời, báo nhiệt độ, báo độ ẩm, vân vân và vân vân. Tất cả các thiết bị các anh chị có thể đấu lên đây. Và không chỉ thế, với thiết bị này thì các anh chị có thể là kết nối với hệ thống relay để điều khiển hệ thống điện trong nhà. Ví dụ như các anh chị muốn bật tivi, tủ lạnh, máy giặt, cửa, cửa cuốn, cửa kéo, vân vân và vân vân. Tất cả thông qua cái thiết bị relay điều khiển từ xa như thế này. Đây là một cái thiết bị mở rất là dễ cho các anh chị, những anh chị mà yêu thích về công nghệ cũng như là yêu thích về những cái nhà thông minh thì mà có thể đây là một cái lựa chọn tuyệt vời. Và không chỉ thế thì với trung tâm này còn có khả năng mở rộng ra lên 96 vùng không dây và mỗi vùng như vậy lắp kết nối được 3 thiết bị không dây rất là nhiều, đủ để cho anh chị quản lý được nguyên cả một cái tòa nhà hoàn toàn không dây, có thể quản lý cả một cái tòa nhà như vậy rất là lớn, rất là rộng rãi.
Và điều đặc biệt nữa thì các anh chị thấy nha, với cái trung tâm này ngoài đó những tính năng nó ra thì trung tâm còn hỗ trợ cho các anh chị thêm một cái phần mềm quản lý trên điện thoại cũng như là trên máy tính thông qua cái phần QR code ngay vị trí này ha. Thì các anh chị có thể quét code và quản lý điện thoại cũng như là máy tính trên máy tính để quản lý từ xa. Thì với trung tâm này 959G4G này là một cái trung tâm báo động theo vùng báo động theo vùng. Ở đây thì các anh chị thấy nó có 8 vùng có dây này, thì mỗi vùng như vậy theo tiêu chuẩn thì các anh chị kết nối được là 3 thiết bị có dây đó. Và đây là cỏ kết nối relay, các anh chị có thể là kết nối vào đây ví dụ như là đèn, còi, máy bơm vân vân. Rồi bên cạnh đó thì các anh chị bộ này thì hỗ trợ cái điện áp là 12V như thế này. Các anh chị sẽ sử dụng bình ắc quy 12V dung tích 7.5A để hoạt động. Rồi, các anh chị cắt nguồn ở đây ha. Và các anh chị lưu ý đây là một cái sản phẩm mình xin nhắc lại ha. Đây là trung tâm báo động 4G. Thì các anh chị nhìn thấy cái phần bao sim ở đây ha. Thông số nó là hỗ trợ sim 4G. Do đó các anh chị khi mua sản phẩm này thì có thể là an tâm khi lắp đặt là kết nối và không phải lo cái vấn đề mà cắt giảm cái tần số 2G, 3G của các nhà mạng. Thì bây giờ ở đây mình sẽ kết nối thử các thiết bị xem nó hoạt động thế nào ha. Ở đây mình có các nút kiểm khẩn cũng như là cái đầu có khói. Rồi mình sẽ kiểm khẩn này vào nguồn số 2. Nó đã nhận. Và mình sẽ kết nối đầu báo khói kết hợp nhiệt cái số 20 này vào vùng số 3. Rồi nó đã nhận hết tất cả ha. Bây giờ mình sẽ thoát ra. Rồi bây giờ thì kích hoạt hệ thống. Thì các anh chị có tổng cộng là 3 các kích hoạt ha. Thứ nhất các anh chị có thể sử dụng remote như đây là bật hệ thống, tắt hệ thống. Và các anh chị có thể là điều khiển bằng trên bàn phím 1, 2, 3, 4. Bật. Rồi, mình sẽ điều khiển hệ thống ha. Bật tắt hệ thống. Đó, đây là cách tắt hệ thống cũng như là bật hệ thống. Đó. Và cách thứ hai các anh chị có thể sử dụng remote, đây là tắt hệ thống, bật hệ thống. Rồi, khi mà các anh chị khai báo xong các thiết bị nút nhấn từng cách báo khói báo nhiệt thì các anh chị cần phải khai báo cho trung tâm hiểu thiết bị này là hoạt động 24/24 để tránh trường hợp là các anh chị quên bật hệ thống ha. Thì mình sẽ cài đặt thiết bị như sau. Trước tiên thì các anh chị sẽ bấm 6 số 8. Ok. Rồi 2 1. Ok. Các anh chị khai báo một tính đó là báo cháy. Vùng 1, vùng 2. Và vùng thứ 3. Rồi, mình đã cài đặt xong cái phần cài đặt tính khẩn của báo cháy, nút kiểm khẩn, cắt. Bây giờ mình sẽ tắt ra. Rồi bây giờ mình sẽ thử test thiết bị ha. Đây là thiết bị thứ nhất, mình sẽ thử test ở zone 1. Các anh chị thấy là zone 1 nó đang hiện lên. Rồi bây giờ mình tắt. Rồi bây giờ mình không cần phải bật hệ thống nha. Mình sẽ thử test cái nút kiểm khẩn thứ hai ở zone 2. Rồi các anh chị thấy hiển thị chữ zone 2 ha, zone 1 và zone 2. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ thử test cái đầu có khói kết hợp có nhiệt cái 620. Thiết bị này hồi nãy là mình hết ở zone 3. Thì bây giờ mình sẽ thử test luôn thiết bị nha. Rồi, mình thấy là thiết bị hoạt động tốt nha các anh chị ha. Thiết bị nút kiểm khẩn cắt SOS, báo khói kết hợp nhiệt, tất cả thiết bị này đều hoạt động tốt. Rồi bây giờ thì các anh chị có thể là cài đặt thêm ví dụ như cài đặt số điện thoại báo động
ha. Bây giờ ví dụ như các anh chị muốn cài đặt số điện thoại bất động thì các anh chị bấm như sau: 456 6 số 8, ok, và nhập lệnh 101, ok. Và các anh chị nhập cái số điện thoại cần báo động vào đây. Bây giờ các anh chị muốn gọi cho ai thì các anh chị liên hệ số điện thoại vào đây. Rồi các anh chị có thể là cài đặt cái kiểu báo động là gọi điện hay nhắn tin, hay là gọi điện từ SIM, hay là gọi điện từ LINE hay bàn. Ở đây là mình chọn báo động gọi bằng SIM. Rồi bây giờ mình muốn là nó gọi điện hay nhắn tin ha. Thì ở đây mình muốn nó là gọi điện thì mình nhập cái lệnh 109 ha. Mình chọn là 8 số 3. Có nghĩa là 8 người đều là nhận được cuộc gọi hết ha. Sau cùng mình bấm tiếng back giữ 5 giây phát ra. Rồi thì bây giờ mình sau khi đã cài đặt xong thì thiết bị nó đã hoạt động tốt rồi nha các anh chị. Và các anh chị muốn cài thêm cái chức năng là thông báo trường hợp báo động ha, thì mình sẽ thử cài đặt chức năng là thông báo báo động. Thì đang chế độ standby, các anh chị bấm 23, ok, và mình khai báo vào đây nhé. Ví dụ như 23, ok. Alo, alo, đây là trường hợp báo động khẩn, đây là trường hợp báo động khẩn, chúng tôi cần hỗ trợ gấp, chúng tôi cần hỗ trợ gấp, xin cảm ơn. Và các anh chị có thể test lại cái thông báo đó thông qua lệnh 24, ok. Alo, đây là trường hợp báo động khẩn, đây là trường hợp báo động khẩn, chúng tôi cần hỗ trợ gấp, chúng tôi cần hỗ trợ gấp, xin cảm ơn. Đó. Thì các anh chị thấy ha, thiết bị thì hoạt động rất là ổn định, rất là tốt. Và cũng như là về cái độ nhạy, khả năng tiếp ứng ha, thì hoạt động rất là ổn định. Đây, bây giờ mình sẽ thử test lại các thiết bị ha. Thiết bị thứ nhất là mình test bóng khói ở zone 3. Sẽ test cái nút giúp khẩn cấp SOS ở zone 2. Các chị sẽ thấy là nó hiện zone 2 ở đây. Rồi mình sẽ test cái nút giúp khẩn cấp ở zone 1. Hoặc là trong trường hợp khẩn cấp, các chị có thể bấm SOS ha, khẩn cấp hỗ trợ trên trung tâm. Và các thiết bị này thì các anh chị có thể cài đặt cái phần mềm trên điện thoại tên là Smart Alarm. Đây là phần mềm quản lý tập trung trên điện thoại và một cái phần mềm quản lý trên máy tính, rất là tiện dụng cho các anh chị sử dụng. Vâng, thì buổi live stream chia sẻ về kiến thức về mạng 2G, 3G, 4G cũng như là chia sẻ về những cái thiết bị mà Nano đang hỗ trợ về phân phối về những cái thiết bị trung tâm đang hỗ trợ 4G để cho các anh chị có thêm những kiến thức về các thiết bị 2G, 3G. Và các anh chị cần có thêm những cái câu hỏi nào thắc mắc thì có thể liên hệ ngay công ty Nano theo cái thông tin đã được niêm yết trên buổi live stream hoặc là trên các trang của công ty Nano. Vâng, thì buổi live stream đến đây thì cũng xin tạm dừng. Vâng, thân ái xin chào các anh chị và hẹn gặp lại các anh chị vào ngày mai ạ.